những tia sáng trong thảm kịch đêm Halloween ở Itaewon. Giữa đám đông hỗn loạn, hai nữ y tá giúp thực hiện hồi sức tim phổi cho hơn 40 người hay ông bố cõng đứa con bị thương chạy đi tìm xe đến bệnh viện là các hình ảnh. Mất lòng ở Itaewon. Tối ngày 29 tháng 10, vụ chen lấn kinh hoàng tại con ngõ hẹp, dốc ở khu Itaewon, Hàn Quốc đã khiến 156 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Phần lớn nạn nhân đều là người trẻ ở độ tuổi đôi mươi. Vụ việc cũng là một trong những thảm họa tồi tệ nhất ở Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà Seoul năm 2014 khiến 304 người, chủ yếu là học sinh trung học, thiệt mạng. Trong khung cảnh hỗn loạn, tuyệt vọng, nhiều hình ảnh, câu chuyện ấm lòng cũng được ghi nhận, lan tỏa trên mạng xã hội xứ Củ Sâm. Cố hết sức cứu người. Khi đang đi bộ qua khu Itaewon, cặp chị em họ Ha đều đã hoặc đang là y tá, nghe thấy tiếng la hét. Cảnh tượng nhanh chóng trở nên hỗn loạn và hai người nhận ra vị trí đang đứng chỉ cách nơi xảy ra vụ dẫm đạp khoảng chục bước chân. Tiếng kêu tuyệt vọng tìm kiếm bác sĩ, y tá phát ra từ bên trong một tòa nhà gần đó, nơi 30 đến 40 người bất tỉnh được di chuyển tạm đến khi lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận hiện trường, theo Korean Time. Chị em họ Ha ngay lập tức vào trong, bắt đầu thực hiện hồi sức tim phổi cho những người gặp nạn. Không có bút, hai người hỏi mượn được một cây son để đánh dấu, phân loại bệnh nhân theo mức độ nghiêm trọng. Khoảng 20 phút sau, cảnh sát tạo được một không gian rộng hơn ở bên ngoài và di chuyển bệnh nhân sang đó. Cùng các nhân viên y tế, cứu hỏa và dân thường khác, hai chị em đã thực hiện hồi sức tim phổi cho 40 đến 50 người trong hơn 3 tiếng. Tôi đã làm hết sức để cứu sống họ với tư cách là cựu nhân viên y tế. Nhưng thật đau lòng khi phải nói với bạn bè và người nhà của nạn nhân rằng tình hình có vẻ không khả quan, người em gái nói. Ngày 1 tháng 11, cầu thủ bóng chảy Oh Gi-hua đã cùng vợ, Kim Jang-un, tới lễ tang của một trong 156 nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch khi biết một cô gái trong số này là người hâm mộ mình. Anh ấy, chồng nạn nhân, bật khóc khi nói với chúng tôi rằng vợ là fan cuồng nhiệt của Oh. Thật đau lòng, Kim viết trên Instagram. Người phụ nữ quá cố được xác định là Ju, cô đến Itaewon để dự sự kiện Halloween cùng con gái. Sau khi biết tin từ một người quen vào ngày 31 tháng 10, Kim cho biết đêm đó, vợ chồng cô không ngủ nổi và quyết định đến đám tang để an ủi gia quyến. Chúng tôi nghe kể là cô ấy rất muốn được gặp lại chồng tôi ở sân bóng và đã thực hành nhiều lần câu nói. Anh Oh, anh có thể cho tôi xin chữ ký vào đây được không? Tôi xin cảm ơn cô Ju vì đã ủng hộ chồng tôi, mong cô yên nghỉ, Kim viết. Bố cứu con với. Ông Giang, 62 tuổi, sống ở thành phố Giang Nam, tỉnh Dông Thi vẫn đau lòng khi nhớ lại những gì xảy ra vào tối ngày 29 tháng 10 ở Itaewon, nơi con gái ông suýt mất mạng khi đến chơi cùng bạn bè. Tối hôm đó, đột nhiên ông nhận được điện thoại của con gái. Bố ơi, những người cạnh con đều chết cả rồi, cô nức nở. Không lâu sau, cô gửi cho ông Giang một tin nhắn khi đang ở đồn cảnh sát Itaewon. Con đã suýt chết, hình như chân con gãy rồi. Ở Itaewon xảy ra vụ dẫm đạp, con cũng bị xô đẩy khi đang trên đường về nhà. Bố cứu con với, con sợ lắm. Ông Giang lập tức bắt taxi đi tìm con gái. Tuy nhiên, các con đường ở Itaewon đã bị phong tỏa, không cho xe cộ qua lại. Cuối cùng, ông phải chạy khoảng 1,5 km để đến đồn cảnh sát Itaewon. Có 4 người nằm ở đó, bao gồm cả con gái tôi nhưng tình trạng con bé rất tệ, cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Có rất nhiều người chết nên cảnh sát và lực lượng cứu hỏa phải xử lý họ trước. Có vẻ như phải 3, 4 tiếng nữa họ mới đưa con gái tôi đến bệnh viện được, người bố kể. Nhìn con gái đau đớn, lại không gọi được xe vào thời điểm đó, ông Giang không còn lựa chọn nào khác ngoài cõng con, chạy hàng cây mi, đi tìm taxi. Tuy nhiên, hai bố con không gặp may dù đã kiệt sức. Cuối cùng, hai người gặp được một cặp vợ chồng khoảng 30 tuổi cho đi nhờ xe, trở tới phòng cấp cứu gần đó tại Trung tâm Y tế Đại học Hallim, Jeju-do. Tuy nhiên, nơi này cũng đã chật cứng bệnh nhân được chuyển đến từ Itaewon. Sau khi hỏi địa chỉ nơi ở của Giang, cặp đôi tiếp tục đưa hai bố con đến một phòng cấp cứu khác gần nhà ông. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời, con gái Giang đã được điều trị và tình hình ổn định trở lại. Bệnh viện cho biết con gái ông bị tổn thương thận và chân phải do bị chèn ép. Sau khi đến bệnh viện, cặp vợ chồng thậm chí còn tìm một chiếc xe lăn và giúp chuyển con gái tôi vào phòng cấp cứu. Họ đã lái xe 3 đến 4 tiếng để đưa chúng tôi đến bệnh viện. Tôi đã ngỏ ý cảm ơn nhưng họ kiên quyết không nhận bất kỳ khoản tiền nào, ông chia sẻ. Giữa thảm kịch, nhiều câu chuyện ấm lòng khác cũng đã được lan tỏa trên mạng xã hội Hàn Quốc. Đó là những người đã cố gắng cứu nạn nhân bằng cách nâng họ lên cầu thang gần khách sạn Hamilton, là một người mặc trang phục ông già Noel đã la hét ngăn mọi người vào con hẻm. Rất thất vọng khi các thiết bị y tế cần thiết và nhân viên cứu hộ không thể đến hiện trường nhanh chóng do tắc nghẽn giao thông và đám đông quá lớn. Tôi hy vọng thảm kịch tương tự không bao giờ xảy ra nữa, y tá Ha bày tỏ.